À Võ Đăng Kiếm, quên đó. Nhưng mà theo em nghe nói nó là gì? Nhất nhất ngày xưa nó là Nhất Vân Long Nhì Nhân Kiếm, thì bây giờ nó là Nhất Vân Nhất Nhân Kiếm Nhì Vân Long. Đấy. 1 2 3 4 5 6 6 3 18 18 dương. 18 dương nữa là 900 vạn. Căng đòn 900 vạn. Và và 900 vạn và 18 cái chìa khóa. 18 cái chìa khóa cơ. Đúng nhỉ? Một kim tám căng đòn, nên em đoán là nếu mà solo thì Võ Đăng Khí nó mạnh hơn. À, để em đi đến nơi cùng trời cuối đất, vẫn là cái địa điểm quen thuộc đó anh em ạ, tại vì cái địa điểm đã cho em một cái áo nhu tình ngày hôm qua, thì hôm nay thì em nghĩ nó sẽ có một cái gì đó nó thực sự là hấp dẫn hơn, thực sự là tuyệt vời hơn, thực sự là may mắn hơn. À. Đấy, em sẽ lựa chọn đó là gì? Đó là Hoa Sơn Phái. Hoa Sơn Phái là một nơi cực kỳ đẹp. À. À, bắt đầu anh em nhá. Không phải để anh em chờ lâu nữa. Ngay dương đầu tiên. Chiến em nó này. Ơ kìa. Lại tiếp chốt cái sang mình chưa tắt cái này, đau thế nhỉ, em chưa tắt cái chỗ này ra cái áo luôn, cay thế, chật thế. Nặng nã hai ô đi, ui nhẫn rồi, hai ngọc bội, hai dòng nhẫn rồi, nhẫn nhu tình 18 nội công, ui hai ô vũ định quốc, đừng có giày nhá, đừng có giày nhá, Vũ Định Quốc thêm vào tí nữa, đừng dày, thêm vào tí nữa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Vũ Định Quốc, đúng rồi, tròn đi, tròn đi, một cái gì đó tròn tròn đi, ui trời ơi, vào sâu sâu tí nữa, lộ ra cái nâu nâu này, bực cả mình thật đấy. Hai ô là đẹp rồi chứ, dây thắt cổ rồi. Không 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 quý ba ô mà lại không dùng được à, nhu tình cương tình, nhu tình cương tình thôi, hiệp cốt rồi nhỏ thế. Nhẫn rồi. Ôi bao tay ạ. Hôm nay có vẻ hơi đen này anh em ạ. Toàn ra cái gì, chưa ra cái gì nó gọi là giá trị cả liên thành á. Hai ô dùng được đi. Dùng được. Nhưng mà đừng là bao tay nhá. Lại là bao tay ạ. Thốn đấy nhở. Cho cái bao tay 50 thì cũng được đấy. Lại là bao tay rồi, em nghĩ bao tay cao lắm, dễ bao tay lắm. Nhẫn này, nhẫn hiệp cốt mới đau nhá. Ơ kìa. Ui, lại nhẫn hiệp cốt rồi. Quá nòm giòm. Lại dây chuyền rồi. Kiểu đen thế nhở. Ơ kìa. Ơ kìa. Lắm nhẫn đấy. Ơ kìa. Vãi cả nho thật. Bắt đầu trông chánh. Ố ba dòng. Ba dòng. Không dùng được. Lại hiệp cốt biết ngay mà.
Phục hồi 48 ở cái áo này thì là đủ mốc này. Nhưng mà bây giờ áo hiệp cốt thì lại dây thắt cổ cày đấy. Hôm nay mở không 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 được mắc ba lêu lắm nhỉ, còn ba dương nữa. Ui giời, nhu hiệp cốt đan tâm giới ạ, ba dương này, mũ định quốc hoặc là áo nhu tình đi, hoặc là ngọc bội nhu tình đi, hoặc cương tình đi. Ồ, thế mà cũng làm được à? Thì lại nhu hiệp cốt, hai cái nhân nhu hiệp cốt liền. Đây rồi, áo đây rồi. Có màu đỏ đi, có màu đỏ đi, có màu đỏ đi, màu đỏ đi, màu đỏ đi, màu đỏ đi, màu đỏ đi. Lại là hiệp cốt. Ui, hiệp cốt cực phẩm này, hiệp cốt cực phẩm này, vãi cả nho luôn, 50-181 luôn. Thôi cút rồi, cút rồi. Vĩnh biệt màu xanh rồi. Thôi xong. Thôi xong. Cương tình phụng nghi giới chỉ. Không có một cái gì gọi là luân. Không có một cái gì gọi là luân. Quá nhộn. Quá đen. Quá hãm. Thối thầy luôn. Nhỏ thế à giời. À từ 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 từ. Trà trộn nó đây này. Đây, một cái ngọc bội nhu tình. Một cái ngọc bội nhu tình. Được chưa? Một cái ngọc bội nhu tình. Quá ngon. Đẹp quá anh em ạ. Thôi hôm sau làm lại.